dẫn nó theo. Yumiko hả ba? À, Yumiko nó... À, nhớ rồi, nó đi chơi trực tiếp với bạn của nó rồi ba. Vậy hả? Cũng lâu lắm rồi, ta không thấy mặt đứa cháu nội của ta. À, tiếc quá. Con cũng không biết làm sao nữa. Yumiko là một đứa ham chơi mà ba. Gì đó tên kia? Không có gì. Đừng có nhìn chằm chằm vào mặt ta. Tôi xin lỗi. Vậy tên thủ phạm đó họ đã bắt được chưa hả? Không phải là tuần trước ở ngân hàng nơi con làm việc đã xảy ra vụ cướp, bây giờ bắt được thủ phạm chưa? Dạ, tôi nghe nói là hình như vẫn chưa bắt được đâu. Nếu mà như vậy, sao con không bàn bạc với thám tử Mori Kogoro đây thử coi? Tôi có thể ông ta sẽ giúp đỡ con đó. Rất sẵn lòng. Là ngài Mori thám tử lừng danh sao? Đúng. Không sai. Nhưng mà lúc đó do quá sợ hãi nên con đã chui xuống gầm bàn để trốn nên không biết gì hết. Sao mà chết nhát như vậy? Dạ chú ơi, có phải chú đang nói gì băng cướp ngân hàng đã lấy đi 100 triệu yên, hiện giờ đang bị truy nã có đúng vậy không ạ? Đúng vậy, bọn chúng đã cướp đi 100 triệu yên ngay giữa ban ngày mà không ai có thể làm được gì chúng.